nữ tu sĩ, Denise Diderot. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay phòng đọc truyện xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào kho tàng văn học cổ điển Pháp với quyển tiểu thuyết Nữ tu sĩ của một trong những nhà văn và nhà tư tưởng lớn của phong trào ánh sáng Pháp thế kỷ 18, Denis Diderot. Ông là một nhà tư tưởng duy vật. Ông đã viết nhiều công trình triết học có giá trị như Tư tưởng triết học 1746, bức thư về những người mù để cho người sáng mắt đọc 1749. Ông cũng là người chủ biên bộ Bách khoa toàn thư. Bộ sách đã tập hợp hầu hết những nhà khoa học, triết học, văn học lỗi lạc đương thời, được xuất bản với mục đích tuyên truyền cho những tư tưởng ánh sáng, đánh đổ thế giới quan phong kiến phản động và xây dựng một thế giới quan duy vật tiến bộ. Diderot còn viết nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật. Ông chiến đấu cho một nền nghệ thuật có mục đích phục vụ nhân dân và đặt một số cơ sở cho nền văn học hiện thực. Nữ tu sĩ là một tác phẩm thuộc truyền thống văn học Pháp và châu Âu, chống lại những sự hà lạm của nhà thờ. Đã từ lâu nhà thờ Thiên Chúa Giáo là dinh lũy của chế độ phong kiến phản động. Nhà vua chuyên chế, các giai cấp thống trị dùng nó là một lợi khí đắc lực để mê hoặc và đàn áp sự phản kháng của nhân dân. Chúng lập một mạng lưới nhà thờ dày đặc khắp thành thị và nông thôn nước Pháp. Có thể nói, bóng đen của nhà thờ ngã xuống hầu hết ruộng đất của nước Pháp. Bên cạnh chính quyền vốn đã hà khắc của chế độ quân chủ chuyên chế để cai trị nhân dân về mặt pháp lý, lại có thêm thần quyền của tôn giáo để áp bức nhân dân về mặt linh hồn. Hầu hết những việc ma chay, cưới hỏi của nhân dân đều do nhà thờ quyết định. Để kìm hãm nhân dân trong dòng ngu tối, nhà thờ tích cực hoạt động ngăn trở sự phát triển của khoa học, của triết học duy vật, nói tóm lại của tiến bộ xã hội. Viết nữ tu sĩ, Diderot đã tiếp tục truyền thống chống như sự hà lạm của nhà thờ trong văn học Pháp và châu Âu. Qua sự mô tả cuộc đời của cô gái Sudan ở các tu viện, ông lên án sự cuồng tín tôn giáo, cuộc sống khổ hạnh cùng tất cả những biện pháp thô bạo được áp dụng trong nhà tu nhằm đàn áp lý trí, hủy hoại nhân cách con người. Đồng thời ông gián tiếp lên án chế độ đương thời đã làm chỗ dựa cho những hoạt động tôn giáo phản động như vậy. Cuốn truyện cho ta thấy nhà tu kính quả thật là một địa ngục trần gian. Ở đó hằng ngày diễn ra những cảnh tu nữ bị nhục hình, những cảnh điên loạn ghê rợn, những kẻ được sủng ái thì hành hạ kẻ khác, những người bị ruồng bỏ thì trở thành nạn nhân của mọi sự hành hạ. Diderot cho ta thấy do một sự giáo dục khổ hạnh trái với tự nhiên, con người không còn giữ được bản chất tốt đẹp của mình, đúng như lời bạn nhất Moni đã có lần nói với Suyan. Con ạ, trong tất cả những người ở xung quanh chúng ta, những người rất mực ngoan ngoãn, trong trắng, dịu dàng, hầu như không có một người nào, phải, không có một người nào mà mẹ không thể làm cho họ trở thành một con thú dữ. Nhưng nữ tu sĩ còn bao hàm một chủ đề tư tưởng khác, quyền lợi người phụ nữ trong xã hội. Diderot cũng như các nhà bách khoa khác, trong khi đấu tranh cho tự do, cho sự giải phóng của con người, đã nhiều lần lên tiếng bên vực quyền lợi và địa vị của phụ nữ. Susan không chỉ là một cô gái hiền lành mộ đạo, cô còn là một tâm hồn thiết tha yêu sự sống, một con người biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Bao nhiêu đe dọa, bao nhiêu nhục hình vẫn không làm cô ngã lòng. Hình ảnh Susan là hình ảnh những phụ nữ Pháp có nghị lực và can đảm, ngày mai đây sẽ cùng toàn dân xông vào phá một Bastille để giải phóng cho mình và giải phóng cho dân tộc. Cũng vì ý nghĩa cách mạng đó của tác phẩm mà nữ tu sĩ viết sau năm 1760 mãi đến năm 1796 sau cuộc cách mạng tư sản Pháp và sau khi nhà văn từ trần mới được xuất bản. Nhân vật Suzan làm ta nghĩ đến hình ảnh những con người tự nhiên mà ta thường thấy trong nền văn học thế kỷ 18. Đó là những con người trong trắng, ngây thơ, chưa hề bị những ảnh hưởng xấu xa của các quan hệ tư sản làm hư hỏng. Suzan không phải là một người vô thần, trái lại cô hết lòng kính Chúa mộ đạo. Nhưng lương tri sáng suốt của con người tự nhiên không thể chấp nhận những tội ác hàng ngày diễn ra trong tu viện, những nghi lễ vô lý người ta bày ra ở đấy để mê hoặc các nữ tu sĩ đáng thương. Suzan do những điều chứng kiến ở tu viện đã nhìn nhận được những lừa bịp trắng trợn của những kẻ mạo danh Chúa để làm những điều bỉ ổi. Đây là điểm làm cho nữ tu sĩ khác với chuyện triết lý của nhiều nhà văn khác. Tác phẩm Nữ tu sĩ do Nguyễn Ngọc Bang và Tôn Gia Ngân dịch.
lời giới thiệu Tôn Gia Ngân. Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp là Religious do Club des Amis du Livre Progressiste phát hành 1958. Lời phúc đáp của hầu tước de Crossmarer, nếu ông ấy chịu viết, sẽ cung cấp cho tôi những dòng chữ đầu tiên của câu chuyện này. Trước khi viết thư cho ông, tôi muốn biết về ông. Ông là một người thuộc giới thượng lưu, nổi tiếng trong công vụ. Ông đứng tuổi, đã có vợ, có một con gái và hai con trai mà ông yêu quý, và ông cũng được các con yêu lại. Ông là con nhà dòng giỏi, có trí thức, thông minh, vui vẻ, biết cảm thụ, đứng đắn mỹ thuật và nhất là sự độc đáo. Người ta ngợi khen với tôi về sự tế nhị, về tinh thần danh dự, tính liêm khiết của ông, và cứ xét qua mối quan tâm đặc biệt của ông đối với công việc riêng của tôi, cũng như qua những điều người ta nói với tôi về việc này, tôi có thể nghĩ rằng việc tôi nhờ vả ông không hề làm tổn hại đến danh dự của mình. Nhưng không thể nghĩ rằng ông quyết định thay đổi số phận của tôi mà không hay biết tôi là người như thế nào. Chính lý do đó đã thúc đẩy tôi phải chiến thắng tính tự ái và nỗi ghê tởm của mình khi viết các đoạn hồi ký này. Trong đó, tôi mô tả một phần những điều bất hạnh của tôi. Tuy tôi không có tài, cũng không có nghệ thuật, mà chỉ có sự ngây thơ của một đứa trẻ thuộc lứa tuổi tôi và một tính tình thật thà, ngay thẳng. Vì lẽ người đỡ đầu của tôi có thể yêu cầu, hoặc có lẽ do sự thích thú khiến tôi muốn hoàn thành các đoạn hồi ký đó trong một thời gian mà những việc xa xôi có thể rời bỏ trí nhớ. Tôi nghĩ rằng bản tóm tắt kết thúc các sự việc ấy và cái ấn tượng sâu sắc còn lưu lại trong tôi cho đến lúc nhắm mắt cũng đủ để khiến cho tôi nhớ lại tất cả một cách chính xác. Cha tôi là trạng sư. Khi lấy mẹ tôi, cha tôi tuổi đã khá cao. Ông sinh được ba con gái. Ông thừa của cải đi gây dựng cho ba con có nơi chốn vững vàng. Nhưng muốn thế, ít ra cũng phải thương yêu ba đứa như nhau. Đằng này tôi khó mà có thể khen ông về điều đó. Chắc chắn là tôi hơn hai chị tôi về trí tuệ, dung nhan cũng như về tính hạnh, tài hoa. Nhưng hình như điều đó lại làm cho cha mẹ tôi phiền lòng. Những điểm tôi trội hơn hai chị tôi do thiên phú cho và do bản thân cố gắng mà có lại trở thành nỗi buồn khổ của tôi. Và để được âu yếm, nâng niu, nuông chiều như hai chị tôi, ngay từ nhỏ tôi đã muốn được giống như hai chị. Nếu có ai nói với mẹ tôi, các con bà khá quá, thì câu đó không bao giờ lại ngụ ý nói về tôi. Đôi khi tôi cũng được trả thù một cách đích đáng về nỗi bất công ấy. Nhưng những lời khen ngợi mà tôi đã tiếp nhận được, tôi phải trả giá rất đắt khi khách đã ra về. Đến nỗi thà bị đối xử thờ ơ hoặc thậm chí bị lăng mạ còn hơn. Người ngoài càng tỏ vẻ mến tôi thì những người trong gia đình lại càng bực tức lúc khách đã ra về. Cháu ơi! Biết bao lần tôi đã khóc và tiếc rằng sau khi sinh ra tôi không xấu xí, đần độn, ngu xuẩn, kiêu ngạo. Tóm lại là có tất cả những nét xấu đã làm cho các chị tôi được cha mẹ yêu quý. Tôi thường tự hỏi do đâu một ông bố, một bà mẹ vẫn ngay thật, công bằng và kính Chúa lại cư xử kỳ quặc như vậy. Thưa ông, Crossmara, tôi có nên nói thật với ông điều đó không? Một vài lời cha tôi đã thốt ra trong cơn giận dữ, vì ông hay nổi nóng, một vài sự việc lác đác thu thập lại, những lời xì xào của bà con láng giềng và kẻ ăn người ở, tất cả những cái đó đã làm cho tôi ngờ rằng có lẽ cũng có một lý do để tha thứ cho cha mẹ tôi một phần nào chăng? Có lẽ cha tôi có điều ngờ vực về dòng máu của tôi chăng? Có thể là trông thấy tôi, mẹ tôi nhớ đến một lỗi lầm mà bà đã mắc phải. Nhớ đến sự phụ bạc của một con người mà bà đã nhẹ dạ nghe theo, biết đâu đấy. Nhưng dù cho những nghi ngờ đó không có căn cứ chắc chắn đi nữa, thì tôi có ngại gì mà không nói cùng ông kia chứ. Xin ông đốt bức thư này đi, và tôi hứa với ông là sẽ đốt những thư trả lời của ông. Ba chị em tôi sinh ra không cách nhau mấy, nên chúng tôi cùng lớn lên một loạt với nhau. Nhiều đám ngấp nghé, một chàng thanh niên tuấn tú ngấp nghé chị cả tôi. Chẳng bao lâu, tôi nhận thấy chàng ta đặc biệt chú ý đến tôi và tôi đoán rằng chị tôi chỉ là cái cớ để chàng lui tới.
Tôi vừa cảm thấy tất cả những nỗi buồn phiền mà sự thiên vị này có thể đem lại cho tôi, và tôi nói với mẹ tôi biết. Có lẽ đó là việc duy nhất trong đời mà tôi đã làm cho mẹ tôi vừa ý, và tôi đã được đền đáp lại như thế này đây. 3-4 ngày sau, tôi được báo rằng người ta đã quyết định cho tôi vào tư viện, và ngày hôm sau tôi được đưa đến đó. Tôi sống ở nhà rất khổ, nên việc ấy không làm cho tôi buồn phiền chút nào. Thế là tôi rất vui vẻ đến St. Mary, tu viện đầu tiên của tôi. Trong khi ấy, người yêu của chị tôi vì không gặp tôi nữa nên đã quên tôi và lấy chị tôi. Người ấy là ông Kay, bây giờ làm công chức và có nhà ở Cork Bay. Vợ chồng sống với nhau hết sức bất hòa. Chị thứ của tôi lấy một ông bô sông nào đó, buôn tơ lụa ở Paris, phố Cancampoix, và sống với ông ta khá hòa thuận. Khi hai chị tôi đã có nơi có chốn, tôi tưởng rằng người ta sẽ nghĩ đến tôi, và chẳng bao lâu nữa tôi sẽ ra khỏi tu viện. Lúc ấy tôi mới 16 tuổi rưỡi. Cha mẹ tôi cho hai chị tôi những món hồi môn lớn. Tôi đinh ninh rằng số phận tôi cũng được như hai chị. Trong khi đầu óc tôi chan chứa những dự định đẹp đẽ thì có người cho gọi tôi đến phòng tiếp khách của tu viện. Đó là cha Seraphim, cha giáo đạo của mẹ tôi. Trước kia, ông cũng là cha giáo đạo của tôi, nên ông không ngần ngại mà cho tôi biết duyên cớ đến thăm tôi. Ông đến để khuyên tôi mặc áo tu sĩ. Tôi phản đối đề nghị lạ lùng đó và tuyên bố dứt khoát rằng tôi không thích đời sống tu hành một tí nào. Ông bèn bảo tôi, phải chịu vậy thôi, vì cha mẹ cô đã dốc sạch của cải cho hai chị, và ta không thấy ông bà còn có thể lo liệu gì cho cô trong tình trạng neo túng hiện nay. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Cần phải hoặc ở vĩnh viễn trong nhà tu này, hoặc đi đến một nhà tu nào khác ở tỉnh nhỏ. Ở đấy chỉ phải trả một ít tiền nguyệt phí, và cô chỉ được ra khỏi nhà tu khi cha mẹ cô đã qua đời. Nhưng từ giờ đến lúc ấy, có thể còn lâu lắm đấy. Tôi chua xót, than thân trách phận, nước mắt chan hòa. Người ta đã nói trước cho bà Nhất biết, nên bà đợi tôi khi tôi ở phòng tiếp khách về buồn. Lòng tôi rối bời khôn tả. Bà Nhất nói với tôi, con thân yêu, con làm sao thế? Thực ra bà biết việc của tôi rõ hơn tôi nhiều. Sao con đến nỗi thế kia? Chưa bao giờ mẹ thấy có ai tuyệt vọng đến như con. Con làm mẹ run cả người. Có phải là con đã mất ông thân hay bà thân không con? Tôi đã định nép vào lòng bà mà trả lời, ôi giá được như thế. Nhưng rồi tôi chỉ kêu lên, cha ơi, con không có cha cũng không còn mẹ. Con là một kẻ bất hạnh bị ghét bỏ, người ta muốn chôn sống con ở đây. Bà để cho tôi tuôn hết nước mắt, chờ lúc tôi bình tâm trở lại. Tôi kể lại rõ ràng hơn cho bà điều mà người ta vừa nói với tôi. Bà tỏ vẻ thương hại, ái ngại cho tôi. Bà khuyến khích tôi không nên chọn một cuộc sống mà tôi không ưa thích. Bà hứa sẽ cầu khẩn, can gián, gian xin cho tôi. Cha ơi thưa ông, các bà Nhất tu viện mới giả quyệt làm sao? Ông không thể tưởng tượng được đâu. Thế rồi quả nhiên bà ta viết thư cho cha mẹ tôi. Bà ta cũng thừa biết là cha mẹ tôi sẽ trả lời như thế nào. Bà ta cho tôi xem những bức thư trả lời ấy. Mãi sau một thời gian khá lâu tôi mới biết nghi ngờ thiện ý của bà. Trong khi đó, thời hạn họ dành cho tôi quyết định đã hết. Bà ta đến nói cho tôi biết điều ấy với một vẻ buồn rầu hết sức khéo dở dĩnh. Trước hết, bà lặng thinh một lát, rồi thốt ra một vài lời xót thương. Do đó, tôi đã hiểu hết ý bà. Bà lại giờ tỏ vẻ buồn thảm. Sau này, sẽ ít có những cảnh như thế nữa để thuật lại với ông. Biết tự kiềm chế là một nghệ thuật tài tình của các bà Nhất. Sau đó bà bảo tôi hầu như vừa nói vừa khóc. Thôi, thế là con sắp rời bỏ mẹ và các chị em ở đây rồi. Con thân mến, chúng ta sẽ không còn thấy mặt nhau nữa. Và còn nhiều lời khác mà tôi không nghe hết. Tôi ngã vật trên một chiếc ghế. Khi thì tôi im lặng, lúc tôi nức nở, khi ngồi yên không nhúc nhích, lúc đứng dậy, khi thì đánh tựa vào tường. Khi thì đến than thở trong lòng bà. Tôi đang như thế thì bà nói tiếp. Mà có một cách này sao con không làm nhỉ? Con hãy nghe mẹ. Nhưng cần nhất là đừng cho ai biết rằng mẹ đã xui con. Mẹ mong con sẽ giữ việc này thật kín, vì nhất định mẹ không muốn để cho người ta có thể trách móc mẹ một điều gì. Cha mẹ con đòi hỏi con gì nào? Đâu có mặc áo nhà tu ư?
Được, thế tại sao con lại không mặc? Cái đó bó buộc con gì nào? Không khó buộc gì cả. Chẳng qua con chỉ ở lại đây thêm 2 năm nữa với mẹ và các chị em con. Việc đời thay đổi không biết đâu là chừng. 2 năm? Không phải ít đâu. Trong 2 năm biết bao việc có thể xảy ra. Thêm vào những lời phỉnh phờ đó, bà ra sức mơn trớn dỗ về, hết lời khẩn khoản tôi tin vào lòng trìu mến của bà đối với tôi và biết bao những lời giả dối ngọt ngào. Bà nói, trước kia mẹ chỉ biết mẹ đang ở đâu chứ không biết người ta sẽ đưa mẹ đến đâu. Và tôi đã bị thuyết phục. Thế là bà ta viết thư cho cha tôi, lời lẽ trong thư thật tốt đẹp. Chao ôi, không có thể nào tốt đẹp hơn được nữa. Bà không giấu giếm một chút nào về những nỗi đau buồn của tôi, những yêu cầu của tôi. Tôi quả quyết với ông rằng một người con gái tinh ý hơn tôi đi nữa chắc cũng bị lầm. Tuy nhiên, cuối thư bà lại nói rằng tôi đã đồng ý. Sau đó, mọi việc được chuẩn bị một cách mau chóng biết chừng nào. Ngày đã định, quần áo đã may, rồi giờ hành lễ đến. Bây giờ đây, tôi thấy những việc ấy đã xảy ra liên tiếp không hở một chút nào. Tôi quên nói với ông là hôm ấy tôi có gặp mặt cha mẹ tôi. Tôi đã không từ cách nào để làm cho cha mẹ tôi động tâm, nhưng cha mẹ tôi không hề lay chuyển. Một ông tu viện trưởng tên gọi Berlin, tiến sĩ thần học Sorbonne, khuyên dụ tôi và ông giám mục Hạ Alep ra áo tu nữ cho tôi. Bản thân nghi lễ ấy vốn đã không vui vẻ gì. Buổi lễ ngày hôm đó lại càng buồn thảm. Mặc dù các tu nữ dồn dã quanh tôi để đỡ lấy tôi, nhưng biết bao lần tôi cảm thấy đầu gối tôi bủn rủn và thấy như sắp ngã trên bục bàn thờ. Tôi không nghe thấy, không trông thấy gì cả, tôi như người mất hồn. Người ta dắt tôi và tôi bước đi, người ta hỏi tôi và người ta trả lời thay tôi. Tuy nhiên, nghi lễ tàn bạo ấy cũng kết thúc, mọi người ra về, còn tôi thì ở lại giữa đàn chiên. Các tu nữ đã xúm quanh tôi, ôm hôn tôi và nói với nhau. Hãy xem kìa, cô ấy đẹp biết bao. Dành khăn kia hợp với cô biết mấy. Nó làm cho khuôn mặt cô ta tròn trặn, làm cho đôi má cô ta đầy đặn làm sao, bộ quần áo làm nổi thêm thân hình và 2 cánh tay biết bao. Tôi chả buồn nghe, lòng dạ xót xa. Tuy vậy, xin thú thực khi còn lại một mình trong gian buồng con, tôi nhớ lại những lời khen nịnh ấy. Tôi không thể không lấy chiếc gương nhỏ soi, xem thực hư thế nào. Và tôi có cảm tưởng rằng những lời tán tụng của họ không phải hoàn toàn hão huyền. Có những nghi lễ gắn liền với ngày đó, đối với tôi, người ta lại còn bày vẽ thêm, nhưng tôi vẫn dửng dưng và người ta làm ra vẻ tin ngược lại và bảo với tôi như vậy, mặc dù sự thật rõ ràng là chả phải như thế tí nào. Tối hôm ấy, sau buổi cầu kinh, bà nhấc vào buồng tôi. Sau một lúc ngắm nghía tôi, bà nói, mẹ thật không hiểu sao con lại tỏ ra ghê sợ bộ quần áo này đến thế. Nó rất hợp với con. Trông con xinh lắm. Suzanne là một tu nữ tuyệt đẹp. Và vì thế người ta càng yêu con hơn nữa. Nào, con đi đi xem nào. Con đứng chưa thật thẳng. Đứng khom khom như thế không được đâu. Bà sửa lại đầu tóc, bàn chân, bàn tay, thân mình, cánh tay của tôi. Thật gần hệt như một bài dạy của Marcel về những cái duyên dáng trong giới tu hành. Vì rằng mỗi cảnh đời đều có những cái duyên dáng của nó. Đoạn bà ngồi xuống và bảo tôi, khá lắm, nhưng giờ chúng ta nói chuyện đứng đắn một chút. Thế là đã tranh thủ được 2 năm, rồi cha mẹ con có thể thay đổi ý định. Chính bản thân con, biết đâu con cũng sẽ muốn ở đây khi ông bà muốn đưa con về nhà, điều ấy không phải là không thể xảy ra được. Thưa mẹ, xin mẹ đừng tưởng như vậy. Con ở đây với chúng ta lâu rồi, nhưng con còn chưa hiểu cuộc đời của chúng ta. Hẳn là cuộc đời đây có những nỗi khổ cực, nhưng cũng có niềm vui. Thưa ông, chắc ông cũng thừa đoán được những lời bà ấy nói thêm với tôi về cuộc đời trần tục và cuộc đời tu hành. Điều ấy thì ở sách nào chả có và ở đâu cũng một giọng như thế cả thôi. Vì ơn Chúa, người ta đã cho tôi đọc một mớ hỗn độn những lời bọn tu hành nói về cuộc đời của họ, mà họ biết rõ và chán ghét. Chống lại cuộc đời trần tục mà họ yêu thích, nhưng họ lại phỉ báng và không hiểu rõ. Tôi sẽ không kể lại cho ông biết cặn kẽ về thời kỳ đầu cuộc đời tu hành của tôi. Nếu người ta tuân theo những luật lệ khắc khổ của nó, thì không ai có thể chịu được đâu. Tuy nhiên, đó lại là thời kỳ êm dịu nhất trong cuộc đời tu hành. Một bà cả coi sóc những người mới vào tu bao giờ cũng rộng lượng, không ai bằng. Công phu của bà ta là làm sao che giấu tất cả những gai góc của cuộc đời tu hành.
Đó là Khoa quyến rũ tinh vi nhất và khéo léo nhất. Chính bà là người làm cho bóng tối bao quanh ta thêm dày dặn, là người dỗ về, ru ngủ, lừa gạt, mê hoặc ta. Bà cả chúng tôi đặc biệt ân cần săn sóc tôi. Tôi nghĩ khó có ai còn trẻ và thiếu kinh nghiệm lại có thể cưỡng lại cái nghệ thuật tai hại ấy. Cuộc đời có những vực thẳm, nhưng tôi không tưởng tượng được rằng người ta lại rơi xuống đó bằng một con đường dốc dễ dàng đến thế. Hễ có hắt hơi luôn hai cái là tôi đã được miễn đi lễ, được miễn làm việc, được miễn cầu kinh. Tôi được đi ngủ sớm hơn và dậy muộn hơn. Tôi không phải tuân theo kỷ luật nữa. Thưa ông thử tưởng tượng có những hôm tôi khát khao mong giờ phút dâng mình cho Chúa. Không có câu chuyện đáng buồn nào ở ngoài đời mà người ta không kể cho nghe. Người ta sắp xếp những chuyện thực, dẫn đứng lên những chuyện không có, rồi không ngớt lời ca ngợi ơn Chúa đã che chở ta tránh khỏi những chuyện nhục nhã này. Trong lúc ấy, kỳ hạn mà tôi đã có lần nóng lòng mong đợi cũng sắp đến. Tôi đâm ra tư lự. Tôi thấy những cảm giác ghê sợ đối với cuộc đời tu hành lại trỗi dậy và tăng lên. Tôi đem thú thật những ý nghĩ ấy với bà Nhất hoặc bà cả. Làm phiền những bà ấy, ta sẽ bị trả thù một cách đích đáng. Vì không nên tưởng các bà ấy thích thú với vai trò giả nhân giả nghĩa mà họ phải đóng và những lời nhảm nhí mà họ bắt buộc phải lặp đi lặp lại mãi với ta. Việc ấy rốt cuộc làm cho họ chán ngấy và bực mình. Song các bà cũng không nản, vì việc ấy đem lại nghìn đồng EQ cho nhà tu của họ. Đó là mục đích chính khiến các bà suốt đời luôn luôn dối trá và chuẩn bị cho những thiếu nữ vô tội một nỗi đau khổ trong 40-50 năm và cũng có thể là một nỗi đau khổ vĩnh viễn. Vì thưa ông, chắc chắn là trong 100 nữ tu chết trước 50 tuổi thì có vừa đúng 100 người bị đầy xuống địa ngục. Đó là chưa kể những người trong khi chờ đợi đã phát điên, phát dại hay trở nên hung dữ. Có một hôm, một nữ tu điên bị nhốt trong buồng kín thoát ra được. Tôi đã trông thấy cô ta, đó chính là thời kỳ hạnh phúc hay đau khổ của tôi tùy theo, thưa ông, thái độ của ông đối với tôi. Tôi chưa bao giờ thấy có ai gớm ghiếc xấu xí đến thế. Đầu tóc cô ta rối bù và cô ta hầu như không còn quần áo, chân kéo lê xích sắt, cặp mắt đờ đẫn. Cô ta bứt tóc, đấm thùm thụp vào ngực, cô ta chạy, la hét. Nguyền rủa mình và nguyền rủa kẻ khác bằng những lời độc địa nhất. Cô ta tìm một cửa sổ để lao mình xuống. Tôi đâm quãng, tay chân run lẩy bẩy. Tôi thấy số phận tôi trong số phận con người bất hạnh. Ngay lúc ấy tôi thầm quyết định, thà rằng chết đi nghìn lần còn hơn là lâm phải số phận đó. Người ta cảm thấy trước rằng sự việc sẽ xảy ra có ảnh hưởng không tốt đối với tôi và cho rằng cần phải ngăn ngừa điều đó. Thế là người ta kể với tôi không biết bao nhiêu là câu chuyện lố bịch trái ngược với nhau về cô tu sĩ. Nào là khi mới vào cô đã loạn óc, cô đã bị một phen khiếp sợ trong một thời kỳ khủng hoảng. Nào là cô đã hoảng hốt, trông thấy những huyễn tượng. Nào là cô tưởng mình giao du với các thiên thần. Nào là cô đã đọc những sách hại nên tâm trí bị hư hỏng. Nào là cô đã nghe những kẻ sáng lập ra một thứ đạo đức quá ư nghiêm ngặt làm cho cô khiếp sợ những phán xét của Chúa đến nỗi trí óc đã sẵn lung lay của cô đâm ra hoàn toàn rối loạn. Nào là cô chỉ còn thấy có ma quỷ, địa ngục và những vực thẳm hừng hực lửa. Nào là họ rất lấy làm khổ sở vì từ trước đến nay chưa hề nghe nói đến trong nhà tu này có ai như vậy bao giờ. Những chuyện như thế thật không thể nào kể xiết. Những cái trò ấy không có tác dụng gì đối với tôi. Hình ảnh của nữ tu điên ấy cứ lẩn vẩn trong óc tôi. Và tôi thề đi thề lại với mình rằng quyết không phát nguyện. Giờ đây, đã đến lúc xem thử tôi có giữ nổi điều đã tự hứa với mình không. Một buổi sáng sau khi làm lễ, tôi thấy bà Nhất đến chỗ tôi. Bà cầm một bức thư. Nét mặt bà buồn ủ rũ. Tay bà buông thõng, dường như bà ta không còn đủ sức nâng bức thư lên. Bà nhìn tôi, dường như nước mắt lưng tròng. Bà lặng im. Tôi cũng lặng im. Bà chờ tôi nói trước. Tôi cũng muốn nói nhưng kịp ngừng lại. Bà hỏi thăm sức khỏe của tôi thế nào? Buổi làm lễ hôm nay có kéo dài quá không? Phải chăng tôi húng hắng ho? Có lẽ tôi hơi khó ở chăng? Tôi chỉ trả lời. Thưa mẹ, không. Bà vẫn cầm bức thư trong bàn tay bỏ trống. Đang hỏi tôi. Bà đặt bức thư lên đầu gối. Bàn tay bà che lấp một phần bức thư. Cuối cùng, sau khi đã hỏi quanh về cha tôi, về mẹ tôi, và thấy rằng tôi không đã động đến mảnh giấy kia, bà bèn nói, đây là một bức thư.
Nghe nói bức thư tôi cảm thấy trong lòng xáo động. Môi run run tôi hỏi bà giọng đứt quãng. Có phải thư của mẹ con không? Đúng rồi, đây, đọc đi. Tôi hơi định thần lại, cầm lấy bức thư và đọc. Ban đầu có vẻ cũng khá cứng cáp, nhưng càng đọc thì sự khiếp sợ, phẫn uất, giận dữ, oán hờn và những tình cảm khác nữa càng dồn dập đến với tôi. Giọng nói, nét mặt, cử chỉ của tôi thay đổi khác thường. Khi thì tôi chỉ cầm hờ bức thư, lúc cầm nó như muốn xé ra, khi thì giận dữ nắm chặt nó như toan giò nát và dứt ra xa. Thế nào con, chúng ta sẽ trả lời sau đây? Thưa bà đã biết đấy. Không, mẹ có biết gì đâu, thời buổi thật khó khăn, gia đình con bị tổn thất nhiều, công việc của các chị con gặp nhiều ngang trái, cả hai đều đông con. Cha mẹ con đã kiệt quệ vì việc gả chồng cho hai chị con, nay là khánh kiệt vì giúp đỡ họ. Ông bà không thể gây dựng tí gì cho con được. Con đã mặc áo nhà tu, cha mẹ con cũng đã tốn kém nhiều vì con rồi. Bằng hành động này con đã làm cho cha mẹ con hy vọng. Ở ngoài người ta đều đã biết tin con sẽ làm lễ tuyên thệ nay mai. Giả lại, con cứ trông vào sự giúp đỡ của mẹ. Mẹ chưa hề dụ dỗ ai đi tu cả, đó là con đường mà Chúa gọi chúng ta đi. Xen lẫn lời mình và lời Chúa thì thật là nguy hiểm. Nếu lòng con không được ơn Chúa nhủ khuyên thì mẹ cũng không bao giờ đã động đến nó. Cho đến nay, mẹ chưa từng phải tự trách mình vì đã làm cho kẻ khác đau khổ. Còn con, người mà mẹ rất yêu quý, chẳng lẽ mẹ lại làm cho con là người đầu tiên chịu đau khổ sao? Mẹ không thể nào quên rằng vì mẹ đã làm con tin phục, nên con đã bước những bước đầu tiên, và mẹ quyết không để người ta lạm dụng điều này để ràng buộc con ngoài ý nguyện của con. Nào, chúng ta hãy suy nghĩ cùng nhau bàn bạc. Con đồng ý tuyên thệ không? Thưa mẹ, không. Chẳng lẽ con lại không cảm thấy thích thú một tí gì về cuộc đời tu hành sao? Thưa mẹ, không. Con không tuân theo ý định của cha mẹ con sao? Thưa mẹ, không. Thế con muốn sau này làm gì nào? Gì cũng được. Thưa mẹ, chỉ trừ làm nữ tu. Con nhất quyết không làm nữ tu. Con sẽ không bao giờ làm nữ tu. Thôi được, con sẽ không làm nữ tu. Nào, chúng ta hãy bàn cách trả lời cho mẹ con đi. Tôi và bà thỏa thuận với nhau một đôi điều. Bà viết thư và đưa cho tôi xem. Lời lẽ trong thư xem ra còn rất tốt. Trong lúc ấy, người ta cho mời cha giáo đạo của tu viện đến để gặp tôi. Ông tiến sĩ thần học giảng đạo trong buổi lễ mặc áo nhà tu cho tôi trước kia cũng được mời đến. Người ta giao tôi cho bà cả trong nơm. Tôi gặp ông giám mục hạt Aleph. Tôi tranh luận kịch liệt với những nhà mộ đạo, những người đã xen vào công việc riêng của tôi, mặc dù tôi không biết họ là ai. Luôn luôn có những cuộc hội đàm với các vị tu sĩ, giáo sĩ. Cha tôi đến, các chị tôi viết thư cho tôi, mẹ tôi đến sau cùng. Tôi một mực chống lại tất cả. Tuy nhiên, ngày làm lễ tuyên thệ cho tôi đã được dự định trước. Người ta làm đủ mọi cách để tôi phải ưng thuận. Nhưng khi thấy khẩn khoản cũng vô ích, người ta quyết định không cần đến sự đồng ý của tôi nữa. Từ lúc ấy, tôi bị nhốt trong căn buồng kín. Người ta bắt tôi phải im lặng. Tôi bị tách hẳn mọi người, thui thủi một mình. Và tôi thấy rõ là người ta cứ tự ý quyết định số phận của tôi, không cần đếm xỉa gì đến tôi nữa. Tôi không muốn cam kết gì cả, tôi đã dứt khoát như thế. Tất cả những lời dọa dẫm, hoặc đúng hoặc sai mà người ta không ngớt ném vào mặt tôi cũng không lay chuyển được tôi. Tuy nhiên, tình trạng tôi lúc bấy giờ thật bi đát. Tôi không biết nó kéo dài đến bao giờ, càng không biết một mai nó chấm dứt thì cảnh ngộ của tôi sẽ ra sao. Trong tâm trạng hoang mang đó, tôi quyết định một việc mà, thưa ông muốn xét đoán thế nào thì tùy ý. Hồi đó, tôi không được gặp ai nữa, cả bà Nhất, bà cả cũng như các nữ tu khác. Tôi bèn nhờ người báo cho bà Nhất, giả dờ như đã gần đồng ý với cha mẹ tôi, nhưng kỳ thực, tôi dự định phải làm ầm lên để chấm dứt việc hành hạ này và công khai phản kháng sự cưỡng bức tàn bạo mà người ta đang mưu đồ. Tôi ngỏ ý rằng, số phận tôi hoàn toàn tùy thuộc người ta. Người ta muốn định đoạt thế nào cũng được, rằng người ta đòi tôi làm lễ tuyên thệ thì tôi sẽ làm. Thế là nỗi vui mừng lan khắp tu viện. Người ta lại vuốt ve nịnh nọt và quyến rũ tôi. Họ nói, Chúa đã cảm hóa lòng tôi, thật không ai có điều kiện để trở nên hoàn thiện hơn tôi nữa. Điều đó là lẽ dĩ nhiên, từ trước mọi người vẫn đinh ninh như vậy.
Nếu quả không được Chúa thực sự kêu gọi thì không thể nào làm tròn nhiệm vụ một cách nhiệt thành và kiên gan đến thế. Bà cả chưa bao giờ thấy một người học trò nào của bà mà chí hướng biểu lộ rõ rệt hơn. Bà hết sức ngạc nhiên về sự lầm lạc của tôi trước đây, nhưng bà đã luôn luôn nói với bà Nhất là phải kiên trì, những điều ấy sẽ qua thôi, rằng đến các tu nữ ưu tú nhất cũng thường có những thời kỳ như thế nữa là, rằng đó là do quỷ Satan cám dỗ, khi biết sắp mất mồi thì nó càng cố sức, rằng tôi sắp thoát khỏi nanh vuốt của nó, rằng từ nay đời tôi chỉ toàn là hạnh phúc, rằng trước kia tôi càng cảm thấy đời sống tu hành nặng nề bó buộc bao nhiêu, thì giờ đây tôi lại càng thấy nhẹ nhàng, thoải mái bấy nhiêu, rằng cái ách đó đột nhiên nặng trĩu như vậy là một ân huệ của Chúa, người đã dùng cách ấy để làm cho nó nhẹ đi. Tôi lấy làm kỳ quặc, vì cùng một chuyện mà khi thì do Chúa, khi thì do ma quỷ làm nên, người ta muốn nói sao cũng được. Có nhiều trường hợp tương tự như thế trong tôn giáo. Thường thường khi an ủi tôi, người này cho rằng những ý nghĩ của tôi là do quỷ Satan xui dục, người kia lại cho rằng do Chúa đã cảm hóa, cũng là một điều bất hạnh. Nhưng người thì cho rằng do Chúa thử thách, người lại cho rằng do ma quỷ cám dỗ. Tôi hành động một cách rất kín đáo. Tôi tin rằng tôi có thể tự chủ được. Tôi gặp cha tôi, ông nói với tôi một cách lạnh lùng. Tôi gặp mẹ tôi, bà ôm hôn tôi. Tôi nhận được những bức thư chúc tụng của các chị tôi và nhiều người khác nữa. Tôi biết rằng ông Sonan, vị giáo chủ ở Saint Roch, sẽ đọc lời thuyết giáo và ông Thierry, viện trưởng viện thần học Paris, sẽ chấp nhận những lời tuyên thệ của tôi. Cho đến hôm trước ngày quan trọng đó, mọi việc đều tiến hành thuận lợi, trừ một việc. Khi tôi được biết là buổi lễ sẽ tiến hành bí mật, rất ít người được mời đến dự và chỉ có bà con thân thuộc của tôi mới được vào nhà thờ, thì tôi nhờ chị giao tế mời tất cả những người lân cận, bè bạn, nam nữ của tôi đến. Tôi được phép viết thư cho một vài người quen biết, thế là cả đám người không ai ngờ đó đều đến. Người ta để họ vào và số người dự thêm gần đủ số cần thiết để tôi thực hiện ý định của mình. Chào ôi, thưa ông, tôi thao thức suốt cái đêm trước ngày làm lễ. Tôi không ngủ một chút nào, tôi ngồi trên giường, tôi kêu gọi Chúa đến cứu tôi. Tôi giơ hai tay lên trời xin Chúa chứng giám sự tàn bạo mà người ta đối xử với tôi. Tôi tưởng tượng đến cảnh diễn ra dưới bàn thờ, một người con gái lớn tiếng chống lại một sự việc mà dường như nàng đã đồng ý. Tôi tưởng tượng đến sự bất bình của những người dự lễ, sự thất vọng của các tu nữ, sự giận dữ của cha mẹ tôi. Lạy Chúa, rồi con sẽ ra sao? Vừa nói thế rồi tôi cảm thấy bủng rủng cả người, tôi ngã liệm trên gối. Sau cơn mê man này tiếp ngay đến một cơn rét run, hai đầu gối đập vào nhau không ngớt, hai hàm răng da vào nhau cầm cập. Sau đó, tôi lại thấy toàn thân nóng bừng, trí óc rối loạn. Tôi không nhớ là tôi có cởi áo và ra khỏi buồng không. Người ta thấy tôi chỉ có manh áo lót da thân nằm sống sượt dưới đất trước cửa buồng bà Nhất, không cử động và hầu như không còn sống nữa. Sau này tôi mới biết được những việc ấy. Sáng hôm sau, tôi thấy tôi ở trong buồng của mình, xung quanh có bà Nhất, bà cả và những người mà người ta gọi là những tu nữ giúp việc. Sáng hôm sau, tôi thấy tôi ở trong buồng của mình, xung quanh có bà Nhất, bà cả và những người mà người ta gọi là những nữ tu giúp việc. Tôi kiệt sức, người ta hỏi tôi vài câu và qua những câu trả lời của tôi, người ta thấy rằng tôi không biết gì về những việc đã xảy ra. Họ cũng chẳng nói gì cho tôi biết. Họ hỏi tôi thấy trong người thế nào. Tôi có kiên trì theo quyết định thiêng liêng của mình không? Và tôi có thấy đủ sức chịu đựng sự mệt nhọc trong ngày hôm nay không? Tôi trả lời là có. Và thế là trái hẳn với sự chờ đợi của họ, không có gì phải ra xáo trộn cả. Người ta đã sắp sẵn tất cả câu trả lời từ đêm trước. Người ta đánh chuông để báo cho mọi người biết là sắp đày đọa một con người. Tim tôi vẫn còn đập mạnh. Người ta đến trang sức cho tôi. Ngày hôm đó là một ngày phải ăn mặc cho đẹp. Bây giờ đây, nhớ lại tất cả những chi tiết của buổi lễ hôm đó, tôi thấy có cái gì long trọng và thật xúc động đối với một cô gái non trẻ khờ dại quyết chí đi tu, không còn tơ tưởng gì khác nữa. Người ta đưa tôi đến nhà thờ và tiến hành lễ thánh. Vị chủ giáo tốt bụng cho rằng tôi đã cam chịu một bề, nhưng thật ra thì không phải thế. Thuyết tôi một hồi lâu, trong đó không có một lời nào là không lạc điệu. Có cái gì thật buồn cười trong tất cả những điều ông nói về hạnh phúc của tôi, về ân huệ của Chúa, về dũng khí, về lòng hăng hái, nhiệt thành của tôi, và về tất cả những tình cảm tốt đẹp mà ông gắn cho tôi. Sự trái ngược giữa lời khen của ông đối với việc tôi sắp thi hành làm tôi lúng cuống. Cũng có những lúc tôi do dự, nhưng chỉ trong giây phút,
tôi lại càng cảm thấy rõ rằng tôi thiếu tất cả những gì cần phải có để trở thành một tu nữ tốt. Nhưng rồi giờ phút kinh khủng đó cũng đến, khi phải đi vào chỗ mà tôi sẽ phải đọc lời tuyên thệ, tôi cảm thấy như không còn đủ sức để bước vào. Hai cô bạn tu nữ dìu tôi đi, đầu tôi ngã vào một cô và cứ thế tôi lê bước. Tôi không biết những người dự lễ hôm đó đã nghĩ gì, nhưng họ thấy người ta mang đến bàn thờ một con người bị hy sinh, còn trẻ, sống dở, chết dở, và khắp nơi đều có tiếng thở dài, tiếng nức nở. Trong đó tôi tin chắc là không có tiếng của cha mẹ tôi. Mọi người đều đúng. Có một số thanh niên leo lên ghế và bám vào song sắt. Tất cả đều im phăng phắc khi vị chủ trì buổi lễ hỏi tôi. Marie Suzanne Simonin, con có hứa là sẽ nói đúng sự thật không? Con xin hứa. Con đến đây có phải là do con đã hoàn toàn tự nguyện và hoàn toàn theo ý muốn của con không? Tôi trả lời, không. Nhưng những tu sĩ đi theo tôi lại trả lời thay tôi, vâng. Marie Suzanne Simonin, con có hứa với Chúa nguyện giữ gìn trinh tiết, chịu bần khổ và phục tùng không? Tôi do dự một lát, vị giáo sĩ chờ đợi, rồi tôi đáp, thưa cha, không. Ông lại hỏi, Marie Suzanne Simonin, con có hứa với Chúa nguyện giữ gìn trinh tiết, chịu bần khổ và phục tùng không? Tôi trả lời với một giọng cương quyết hơn, không, thưa cha, không. Ông dừng lại và bảo tôi, con ạ, con hãy trấn tĩnh và nghe cha nói. Tôi nói, thưa cha, cha hỏi con có hứa với Chúa nguyện giữ gìn trinh tiết, chịu bần khổ và phục tùng không? Con đã nghe rất rõ và con đã trả lời là không. Và quay sang những người dự buổi lễ hôm ấy, lúc ấy họ đang xì xào bàn tán. Tôi ra hiệu là tôi muốn nói. Tiếng xì xào dục im bặt và tôi nói. Thưa khác ngài, tôi xin khác ngài, nhất là xin cha và mẹ làm chứng cho tôi. Tôi nói tới đó thì một nữ tu rủ tấm màn che bằng hàng song sắt lại, và tôi thấy có tiếp tục cũng vô ích. Các tu nữ xúm xích quanh tôi, la rầy, quở mắng tôi túi bụi. Tôi lắng nghe nhưng không nói một lời. Người ta đưa tôi về buồng và khóa trái cửa lại. Một mình trong buồng, suy nghĩ miên man, tôi dần dần định thần lại. Tôi nghĩ lại việc vừa làm và không hối hận chút nào. Tôi thấy rằng sau vụ náo động này khó lòng mà tôi ở đây lâu được, và có thể cha mẹ tôi không dám đưa tôi vào tu viện nữa. Tôi không biết người ta sẽ làm gì tôi, nhưng tôi thấy không có gì tệ hại hơn là bị bắt ép làm nữ tu. Tôi không biết tin tức gì về bất cứ một ai trong thời gian khá lâu. Những người đưa thức ăn vào buồng cho tôi đặt thức ăn xuống đất và lặng lẽ rút lui. Được một tháng, người ta đem cho tôi quần áo thường. Tôi cởi trả lại quần áo của tu viện. Bà nhắc đến và bảo tôi theo bà. Tôi theo bà ra đến cổng, leo lên chiếc xe ngựa đang đợi. Tôi ngồi ở đằng trước và xe bắt đầu lăn bánh. Tôi và mẹ tôi ngồi đối diện nhau. Một hồi lâu không ai nói với ai một lời. Tôi cúi mặt xuống không dám nhìn mẹ tôi. Tôi không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì, nhưng bỗng nhiên tôi ôm chầm lấy chân mẹ tôi, úp mặt trên đầu gối bà. Tôi không nói, chỉ nức nở, nghẹn ngào. Mẹ tôi gạt tôi ra một cách tàn nhẫn. Tôi không chịu đứng dậy, máu trong mũi chảy ra. Tôi cầm lấy bàn tay của mẹ tôi mặc dù bà không thích như vậy. Tôi đặt môi hôn lên bàn tay mẹ tôi đã ướt đẫm nước mắt và máu của tôi, và tôi nói, mẹ, mẹ vẫn luôn luôn là mẹ của con vẫn mãi mãi là con của mẹ. Và mẹ tôi trả lời, vừa nói vừa xô tôi tàn nhẫn hơn nữa và gỡ bàn tay bà ra khỏi tay tôi. Ngồi dậy, đồ khốn kiếp, ngồi dậy. Tôi vâng lời, trở lại ngồi chỗ cũ và kéo khăn trùm xuống che mặt. Giọng mẹ tôi nghiêm nghị đến nỗi làm tôi phải lẩn tránh cặp mắt bà. Nước mắt và máu mũi hòa lẫn vào nhau, chảy dài theo cánh tay, làm người tôi ướt cả mà tôi không biết. Qua một vài lời của mẹ tôi biết rằng nước mắt và máu của tôi đã làm quen ố áo ngoài và áo trong của bà, và điều đó làm bà bực mình. Hai mẹ con vừa về đến nhà, thì người ta dẫn ngay tôi đến một căn buồng nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi còn ôm chầm lấy đầu gối mẹ tôi trên cầu thang. Tôi nắm áo mẹ tôi để giữ lại,
và tất cả hiệu quả là làm cho bà quay lại phía tôi. Nhìn vào tôi, đầu, miệng, mắt của bà đều biểu lộ vẻ bất bình mà ông hình dung lấy thì rõ hơn là tôi tả lại. Tôi bước vào nhà tù mới của tôi, ở 6 tháng trong ấy. Ngày nào cũng khẩn khoản xin được nói với mẹ tôi, được đến thăm cha tôi hoặc được viết thư cho cả hai người, nhưng đều vô hiệu. Người ta đem thức ăn đến cho tôi, dọn dẹp chỗ ở của tôi. Một người hầu gái dẫn tôi đi đọc kinh ở nhà thờ trong những ngày lễ, và khi về thì lại nhốt tôi trong buồng. Tôi đọc sách, tôi làm việc, tôi khóc, và cũng có đôi khi tôi hát nữa. Và cứ như thế ngày nọ nối tiếp ngày kia. Một ý nghĩ thầm kín nâng đỡ tôi sẽ được tự do và số phận của tôi, mặc dù gây go đến thế nào đi nữa, rồi cũng có thể thay đổi. Nhưng người ta đã quyết định tôi phải trở thành tu nữ, và tôi trở thành tu nữ thật. Bấy nhiêu sự tàn nhẫn, bấy nhiêu sự cố chấp của cha mẹ tôi đã xác định hoàn toàn mối ngờ vực của tôi về dòng máu. Tôi chưa hề tìm được lý do nào khác để tha thứ cho cha mẹ tôi. Hiển nhiên là mẹ tôi sợ một ngày kia tôi sẽ nêu lại vấn đề chia của cải. Tôi sẽ đòi lại phần gia tài của tôi, đánh lộn sòng con đẻ con quan vào con chính thức. Nhưng cái điều mà trước kia chỉ là phỏng đoán, nay sắp trở thành một điều chắc chắn. Trong khi bị nhốt trong nhà, tôi ít đi lễ ở ngoài. Tuy nhiên người ta cũng đưa tôi đi xưng tội đêm trước những ngày lễ lớn. Tôi đã nói với ông rằng cha đỡ đầu của mẹ tôi cũng là cha đỡ đầu của tôi. Tôi nói với ông ta sự khắc nghiệt với tôi trong gần 3 năm. Ông ta cũng biết những việc ấy. Đặc biệt tôi phàn nàn với ông về mẹ tôi với tất cả sự chua xót và giận hờn. Giáo sĩ ấy vào ngày muộn, ông vẫn còn có lòng nhân đạo, ông im lặng nghe tôi và nói: "Con ạ, hãy thương hại mẹ con, thương hại hơn là oán trách bà ta. Mẹ con vốn có tâm địa tốt, con hãy tin chắc rằng bà đối xử như thế là chuyện cực chẳng đã." "Cực chẳng đã sao thưa ông? Ai có thể ép bà phải làm như thế? Chẳng phải bà đã sinh tôi ra hay sao? Và giữa các chị tôi với tôi có gì khác nhau đâu?" "Nhiều lắm." "Nhiều lắm? Ông nói tôi không hiểu gì cả." Tôi sắp đem so sánh các chị tôi và tôi, thì ông ngắt lời tôi và bảo: "Cha mẹ con không phải là những người tàn nhẫn. Con hãy cố gắng kiên nhẫn chịu đựng số phận của con, và ít ra bằng điều đó con sẽ tỏ ra xứng đáng với Chúa. Cha sẽ nói chuyện với mẹ con, và con nên tin chắc rằng cha sẽ sử dụng tất cả uy tín của cha đối với bà để giúp đỡ con." Tiếng "nhiều lắm" mà ông giáo sĩ đã dùng để trả lời tôi là một tia sáng đối với tôi. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, điều tôi phỏng đoán về dòng máu của tôi là đúng. Thứ bảy sau, vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, khi trời vừa tối, người hầu gái lên buồng tôi và nói: "Bà bảo cô mặc quần áo vào." Một giờ sau, chị ta lại lên và nói: "Bà bảo cô cùng tôi xuống dưới nhà." Tôi thấy có một chiếc xe đổ trước cửa. Tôi và người hầu gái lên xe, và tôi được biết là chúng tôi đến tu viện Flan, có cha Seraphine ở đấy. Ông đợi chúng tôi, ông chỉ có một mình. Người hầu gái lui ra, còn tôi thì vào phòng khách. Tôi ngồi, lo lắng và nóng lòng muốn biết ông ta sẽ nói với tôi về việc gì. Đây, ông ta nói với tôi như thế này: "Con ạ, con sắp được biết điều bí ẩn vì sao cha mẹ con lại đối đãi với con một cách khắc nghiệt như vậy. Cha được phép mẹ con nói cho con rõ, con khôn ngoan, thông minh, cương nghị. Bây giờ con đã đến tuổi mà người ta có thể cho con biết một điều bí mật, ngay cả khi việc ấy không liên quan gì đến. Lần đầu tiên cha khuyên mẹ con nói ra với con điều mà con sắp biết đây, và đã lâu rồi, nhưng bà chưa bao giờ quyết tâm được. Thật là khổ tâm cho một bà mẹ phải thú nhận một lỗi lầm nặng nề với đứa con của mình. Con biết tính bà đấy. Bà không thể chịu đựng được nỗi nhục khi phải thú nhận lỗi lầm đó. Bà đã tưởng rằng không cần đến phương sách đó cũng có thể làm cho con tuân theo ý định của bà. Nhưng bà đã lầm và bà rất bực tức. Bây giờ bà mới chịu nghe theo lời khuyên của cha, và chính bà đã nhờ cha nói lại với con rằng con không phải là con ông Simonan. Tôi lập tức trả lời:
con cũng đã ngờ như thế. Ông tiếp, con ạ, bây giờ con hãy nghĩ, hãy cân nhắc, hãy phán đoán xem thử, nếu không được sự đồng ý của cha con, mà dù được sự đồng ý ấy đi nữa, làm sao mẹ con có thể coi con như những đứa con khác mà con không phải là con ruột? Làm sao mẹ con có thể thú nhận với cha con một việc mà cha con đã hết sức nghi ngờ? Nhưng thưa ông, ai là cha đẻ con? Con ạ, đó là điều mà người ta không tiết lộ cho cha biết. Có điều chắc chắn là người ta đã chia rất nhiều của cải cho hai chị con, và người ta đã làm tất cả mọi cách để đề phòng bằng những khế ước hôn thú, bằng cách biến chất tài sản với những khoản quy định rành mạch, bằng những cách giao thác tài sản và trăm nghìn thủ đoạn khác nữa, để làm cho phần gia tài của con không còn gì trong trường hợp một ngày kia con có thể đưa ra pháp luật để đòi lại. Nếu cha mẹ con mất đi thì phần của con cũng chẳng được là bao. Bây giờ đây con cự tuyệt không vào nhà tu, có lẽ sau này con sẽ hối tiếc. Thưa cha, điều đó không đời nào xảy ra, con không đòi hỏi gì cả. Con chưa biết thế nào là vất vả lao lực bần cùng. Vâng, ít ra con cũng biết cái giá trị của tự do và cái nặng nề của một cuộc sống không hợp với ý muốn của con. Cha đã nói với con tất cả những điều cần phải nói, bây giờ thì tùy con suy nghĩ lấy. Nói đoạn, ông đứng dậy. Nhưng, thưa cha, cho con hỏi một câu nữa. Các chị con có biết điều mà cha vừa nói với con không? Không, con ạ. Thế, tại sao họ lại có thể nỡ lòng tước đoạt cả phần gia tài của đứa em gái của họ? Vì họ vẫn tưởng con là em ruột cơ mà. Con ạ, chỉ vì tư lợi. Tư lợi? Nếu không có của, họ đã không giớ được những tấm chồng cự phách thế kia. Trong thời gian này ai cũng nghĩ đến mình cả thôi. Cha khuyên con không nên trông cậy vào hai chị con khi cha mẹ con mất đi. Con nên tin chắc rằng họ sẽ tranh giành với con đến từng đồng xu nhỏ trong cái phần ít ỏi mà con sẽ phải chia với họ. Hai chị con đông con, lý do đó cũng đủ đẩy con vào cảnh ăn xin rồi. Giả lại, hai chị con cũng không thể làm gì được nữa. Mọi việc đều do chồng họ quyết định cả. Nếu họ có thương hại con đôi chút thì việc họ lén lút giúp đỡ con sẽ trở thành một nguồn bất hòa trong gia đình. Cha chỉ thấy toàn là những cảnh như thế, hoặc là đứa con bị ruồng bỏ, hoặc là những đứa con dù là chính thức được giúp đỡ, đều phương hại đến sự hòa thuận trong gia đình. Với lại con ạ, miếng ăn xin của kẻ khác thật là khó nuốt. Nếu con tin cha, con nên làm lành với cha mẹ con hãy làm theo lòng mong mỏi của mẹ con sẽ đi tu. Người ta sẽ cho con một số tiền cấp dưỡng nhỏ để con sống một cuộc đời. Nếu không phải là sung sướng, thì ít ra cũng có thể chịu đựng được. Ngoài ra, cha không giấu con là việc mẹ con có vẻ ruồng bỏ con, cố tình giam giữ con, muốn bắt con trở lại nhà tu, và một việc khác nữa mà hồi ấy cha đã có biết. Giờ đây con không nhớ ra, chính những việc ấy đã gây cho cha con một cảm giác như con. Ông đã nghi ngờ về dòng máu của con. Bây giờ ông không ngờ nữa, và mặc dù không được nghe lời thú nhận của mẹ con, ông cũng biết chắc con là con của ông chỉ là chiếu theo luật pháp gán con cái cho người nào mang danh nghĩa là chồng. Con là một người hiền hậu và ngoan ngoãn, con hãy suy nghĩ về những điều cha vừa nói. Tôi đứng dậy và khóc òa. Tôi thấy chính ông cũng mũi lòng. Ông từ từ ngước mắt nhìn trời và tiễn tôi ra. Tôi gọi người hầu gái đi theo. Và chúng tôi cùng lên xe về nhà. Đêm đã khuya, tôi thao thức nghĩ ngợi về những điều mà người ta vừa nói cho tôi biết. Cả ngày hôm sau, tôi vẫn còn suy nghĩ điều đó. Tôi không có cha. Vì giữ kẻ nên mẹ tôi không còn là mẹ tôi nữa. Người ta phòng ngừa bằng đủ cách để tôi không thể nào đòi hỏi gì về quyền lợi của một đứa con hợp pháp. Tôi bị giam cầm trong nhà một cách hết sức gắt gao, không còn một hy vọng. Một phương kế nào? Lẽ ra, nếu người ta giải thích cho tôi biết sớm hơn, ngay sau khi các chị tôi đã thành gia thất và cứ để tôi ở nhà, ở đấy vốn có nhiều khách khứa lui tới, thì có lẽ tôi cũng gặp được một người nào đó coi tính tình, trí tuệ, nhan sắc tài hoa của tôi là một món hồi môn tạm đủ. Chuyện đó không phải là không còn có thể được nữa. Những việc ầm ĩ ở tu viện làm cho chuyện đó khó xảy ra. Người ta không thể hiểu nổi làm sao một cô gái 17-18 tuổi có thể đi đến cái nước ấy, trừ phi cô ta có một tính cương nghị khác thường. Đàn ông rất ca ngợi đức tính đó, nhưng tôi cảm thấy rằng khi cán vợ, họ sẵn sàng không cần đến nó. Tuy vậy,
Đó cũng là một phương kế, nên tính đến trước khi tìm một cách khác. Tôi quyết định thổ lộ với mẹ tôi. Tôi xin gặp bà và được bà cho gặp. Lúc ấy vào mùa đông, mẹ tôi ngồi trong chiếc ghế bành trước lò sưởi, vẻ mặt bà nghiêm nghị, mắt nhìn đăm đăm, nét mặt im lìm. Tôi lại gần quỳ dưới chân bà và xin bà tha thứ cho tôi về tất cả những lỗi lầm mà tôi đã mắc phải. Mẹ tôi nói, mẹ sẽ tha thứ cho con, nếu bây giờ đây con tỏ ra đáng được tha thứ. Con hãy đứng dậy, cha con không có ở nhà, con có đủ thời giờ để nói rõ ý của con. Con đã gặp cha Seraphim, con đã biết con là ai, và cũng biết con có thể trông mong gì ở mẹ, nếu như ý định của con phải là bắt tội mẹ suốt đời vì một lỗi lầm mà mẹ đã chịu trừng phạt quá nhiều rồi. Thế nào? Vậy con muốn mẹ làm gì nào? Con đã quyết định như thế nào rồi? Tôi trả lời. Thưa mẹ, con biết con không có gì cả và không được đòi hỏi gì cả. Con thật không có ý muốn làm cho mẹ thêm phiền não, bất cứ là gì lẽ gì. Nếu như mẹ cho con biết sớm hơn một vài việc mà con khó lòng phỏng đoán được, thì có lẽ mẹ đã thấy rằng con biết tuân theo ý mẹ. Nhưng bây giờ con cũng đã biết. Con biết con là con ai, và con chỉ còn cách ăn ở thế nào cho hợp với tình cảnh của con. Con không lấy làm ngạc nhiên về những cách đối xử phân biệt giữa con và các chị con nữa. Con thừa nhận như thế là đúng. Con đành lòng cam chịu như vậy. Nhưng mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhưng con vẫn là con của mẹ. Mẹ đã mang nặng đẻ đau, giờ con hy vọng mẹ không bao giờ quên điều ấy. Mẹ có thể nhìn nhận con đến mức độ nào thì mẹ đã làm đến đấy. Nếu mẹ nói sai, trời hại mẹ. Thưa mẹ! Thế mẹ hãy trả lại cho con cái quyền được mẹ thương yêu. Trả lại cho con cái quyền được sống bên mẹ. Trả lại cho con cái quyền được hưởng sự âu yếm của người vẫn tưởng mình là cha của con. Có lẽ ông ấy cũng gần biết về dòng máu của con chẳng kém gì mẹ và con đâu. Chứ bao giờ mẹ trông thấy con ở bên ông ấy mà không nghe thấy như lời rỉa rói của ông. Ông ấy rỉa rói mẹ cũng cay nghiệt như với con à. Con đừng hy vọng ở ông ấy như tình cảm của một người cha âu yếm. Và mẹ có nên thú thật với con điều này không? Con làm cho mẹ nhớ đến sự lừa dối, sự phụ bạc đáng căm giận của người khác, đến nỗi cứ nghĩ đến là mẹ không thể chịu được. Người ấy luôn luôn hiện ra giữa mẹ và con. Hắn ruồng rẫy mẹ, mẹ căm ghét hắn và lòng căm ghét ấy truyền sang con. Sao? Chẳng lẽ con không thể hy vọng rằng mẹ và ông Simonan đối đãi với con như một người dân? Một người không quen biết nào đó được nuôi dưỡng vì lòng nhân từ sao? Việc ấy không thể được. Đối với mẹ cũng như với ông ấy, con à. Con đừng làm cho đời mẹ đau khổ lâu hơn nữa. Nếu không có các chị con, mẹ thừa biết mẹ phải làm gì. Nhưng con lại có hai chị và cả hai đều đông con. Đã từ lâu cái tình cảm nâng đỡ mẹ đã tắt và lương tâm đã trở lại làm chủ. Nhưng còn người sinh ra con? Hắn không còn nữa, hắn đã chết không nhớ gì đến con và đó là việc nhỏ nhất trong những tội bạc ác của hắn. Nói đến đó, mẹ tôi biến sắc, cặp mắt bừng bừng, vẻ mặt hầm hầm vì giận dữ. Bà muốn nói, nhưng đôi môi run rẩy lắp bắp không nói nên lời. Bà ngồi úp mặt và hai bàn tay để giấu không cho tôi thấy những xúc động mãnh liệt trong lòng bà. Bà ngồi như thế một lát rồi đứng dậy, đi vài vòng xung quanh phòng, không nói một lời. Nước mắt ứa ra, nhưng bà dằn lại và nói. Đồ quái vật, thiếu chút nữa hắn đã bóp chết con trong bụng mẹ, với tất cả những điều đau khổ mà hắn đã gây ra cho mẹ. Nhưng Chúa đã giữ gìn cả mẹ lẫn con, để cho mẹ nuôi con mà đền tội. Con à, con không có gì cả, con sẽ không bao giờ có gì cả. Chứ con được chút gì là mẹ lấy của hai chị con. Đó là hậu quả của một phút yếu đuối. Xong, mẹ hy vọng rằng mẹ sẽ không ân hận gì khi mẹ chết. Mẹ sẽ tiết kiệm, đi dành dụm cho con một số tiền hồi môn. Mẹ không hề lợi dụng sự dễ dãi của chồng, nhưng thỉnh thoảng ông ta cũng tỏ ra rộng rãi. Do đó, ngày nào mẹ cũng để ra được một ít.
mẹ đã bán hết đồ trang sức của mẹ và được ông đồng ý cho mẹ tùy tiện sử dụng món tiền ấy. Trước kia, mẹ thích đánh bạc, nhưng bây giờ mẹ không chơi nữa. Mẹ thích xem hát, nhưng mẹ đã không đi. Mẹ thích giao du, nhưng mẹ đã sống biệt tích. Mẹ thích ăn diện, nhưng mẹ đã từ bỏ cả. Nếu con đi tu theo ý muốn của mẹ, và cũng là của ông Simon Anh, thì tiền hồi môn cho con sẽ là số tiền mẹ trích vào phần của mẹ hàng ngày. Nhưng, thưa mẹ, ở nhà ta cũng còn vài người tử tế lui tới. Cũng có thể có người nào đó vừa ý về con, và không đòi hỏi ngay cả món tiền mà mẹ đã dành dụm để gây dựng cho con. Bây giờ thì đừng hòng gì nữa. Cái việc ở Mỹ con làm hôm trước đã hại con rồi. Thưa mẹ, không có cách nào cứu vãn nữa sao? Không có cách nào. Nhưng thưa mẹ, nếu con không tìm được một người chồng, thì có nhất thiết là con phải tự nhốt mình trong tu viện không? Con gái, trừ phi con muốn làm cho mẹ đau khổ và hối hận cho đến khi nhắm mắt, rồi cũng sẽ đến lúc ấy. Nhưng đến lúc khủng khiếp đó, các chị con sẽ ở bên giường mẹ. Con thử nghĩ mẹ có thể nào thấy con cùng đứng với các chị con. Sự có mặt của con trong những giây phút cuối cùng ấy sẽ làm cho mẹ đau khổ biết chừng nào. Con à, mặc dù mẹ không muốn, nhưng con vẫn là con của mẹ. Các chị con mang một cái tên theo luật pháp, còn con thì lại mang tên ấy do tội lỗi. Con đừng làm buồn phiền một người mẹ sắp thở hơi cuối cùng. Hãy để cho người ấy yên tĩnh mà xuống mồ. Hãy để cho mẹ, khi sắp đứng trước Chúa Anh Minh, có thể tự nhủ rằng đã cố hết sức để sửa chữa các lỗi lầm, và để cho mẹ có thể hy vọng sau khi chết, con sẽ không làm việc rắc rối trong gia đình và không đòi hỏi những quyền lợi mà con không có. Thưa mẹ, về việc ấy mẹ cứ yên tâm. Mẹ cho mời một luật gia và yêu cầu ông ta thảo ra một tờ cam đoan từ bỏ quyền thừa kế, và con sẽ tuân thủ theo ý muốn của mẹ. Điều đó không thể được, vì con không tự mình tước quyền thừa kế, trừ phi bố mẹ. Vì giận con với lý do chính đáng mới trừng phạt con như thế được. Nếu ngày mai Chúa gọi mẹ về hầu, thì mẹ cũng phải đi đến phương sách cuối cùng đó. Mẹ sẽ nói với ông Simon Anh để cùng thi hành những biện pháp chung. Con đừng bắt mẹ nói ra một việc làm cho mẹ trở thành một người đáng căm giận đối với chồng và gây ra những hậu quả làm cho con nhơ nhuốc. Nếu con còn sống, sau khi mẹ đã qua đời rồi, con sẽ sống không tên tuổi, không của cải, không nghề nghiệp. Thật là khốn khổ. Hãy nói cho mẹ biết con sẽ làm gì. Con muốn mẹ mang theo xuống mồ những ý nghĩ gì? Phải chăng mẹ phải nói với cha con, mẹ sẽ nói gì đây với ông ta? Nói rằng con không phải là con của ông ta. Con ơi, nếu chỉ cần quỳ gối dưới chân con để được con, nhưng không, con không cảm thấy gì cả. Con cũng có trái tim sắt đá như cha con. Vừa lúc ấy, ông Simon Anh bước vào. Ông thấy vợ ông có vẻ rối loạn. Ông vốn yêu bà, tính là hay nổi nóng. Ông đứng sững lại, quắt mắt ngoảnh nhìn tôi và nói, đi ra! Nếu ông là cha đẻ tôi thì tôi không dâng lời đâu, nhưng ông không phải là cha đẻ tôi. Quay lại người hầu đang cầm đèn soi đường cho tôi, ông tiếp, bảo nó đừng trở lại đây nữa. Tôi lại chui vào nhà tù nhỏ bé của tôi. Tôi nghĩ đến những điều mẹ tôi nói với tôi. Tôi quỳ xuống. Tôi cầu Chúa soi sáng cho lòng tôi. Tôi cầu nguyện hồi lâu, cúi mặt sát đất. Thường người ta chỉ cầu trời phán bảo khi tự mình không còn biết xử trí cách nào cả, giờ ít khi trời lại khuyên ta không nên dâng lời. Và tôi đã quyết định dâng lời. Người ta muốn tôi trở thành tu sĩ, cũng có thể đó là ý muốn của Chúa. Được, tôi sẽ trở thành tu sĩ. Nếu dù sao tôi cũng phải chịu đau khổ, thì đau khổ ở đâu mà chả thế. Tôi dặn người hầu khi nào cha tôi đi vắng thì báo cho tôi biết.
Ngay ngày hôm sau, tôi xin được nói chuyện với mẹ tôi. Bà cho người trả lời tôi rằng bà đã hứa với ông Simonan là không gặp tôi nữa. Nhưng tôi có thể dùng chiếc bút chì mà người ta đưa cho tôi để viết cho bà. Thế là tôi viết trên một mảnh giấy. Mảnh giấy tai hại ấy sau này người ta tìm thấy nó và triệt để lợi dụng để chống lại tôi. Thưa mẹ, con lấy làm hối tiếc về những buồn phiền mà con đã gây ra cho mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con có ý định chấm dứt những buồn phiền ấy. Mẹ hãy ra lệnh cho con làm bất cứ việc gì. Nếu ý của mẹ muốn con đi tu, thì con mong rằng đó cũng chính là ý muốn của Chúa. Chị Hầu đem mảnh giấy ấy cho mẹ tôi. Một lát sau, chị ta lên buồng tôi và nói với tôi lòng tràn ngập vui sướng. Cô ạ, chỉ cần một tiếng thôi là có thể làm cho cha cô, mẹ cô và cả cô nữa được hạnh phúc. Thế sao cô lại trì hoãn mãi không nói ra? Vì cô mà lâu nay ông bà cứ bất hòa mãi. Hôm nay, ông bà có một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy từ khi tôi ở nhà này. Lạy Chúa, từ nay về sau tôi sẽ không phải trông thấy cái cảnh bất hòa kia nữa. Trong khi chị Hầu nói, tôi nghĩ rằng tôi vừa ký vào bản án tử hình của mình. Và thưa ông, linh cảm ấy sẽ thành sự thật.